đặc biệt nhất trong lịch sử giáo dục thủ đô đã diễn ra. Vâng, chúng tôi đã nhìn thấy những học sinh đầu tiên. Các bạn hãy chú ý ghi tên và kèm tên lớp của mình. Đây là một năm học rất là đặc biệt. Chính vì thế mà thành phố đã chuẩn bị cho các con một lễ khai giảng trực tuyến. Cái khó khăn nhất của lễ khai giảng online đó là tất cả vẫn phải đảm bảo cái thực hiện công tác phòng chống dịch. Nhân sự để tổ chức là rất là eo hẹp. Vì tổ chức khai giảng online cho nên chúng tôi phải lựa chọn một hình thức nào đó để có thể kết nối tất cả các không gian mạng của các con, để tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên có thể kết nối với nhau qua các cái hoạt động tương tác trực tiếp. Vì không tổ chức một lễ khai giảng trực tiếp cho nên tất cả những cái không gian của nhà trường trở nên tĩnh lặng hơn, trong các không gian phòng lớp cũng được khép kín. Cảm xúc thật của tôi thì rất là buồn. Ánh mắt không được nhìn thấy cảm xúc của học trò ôm lấy nhau, cười đùa cùng với nhau, cũng không nhìn thấy cảnh phụ huynh học sinh đưa con đến tận trường với những sự dặn dò hết sức âu yếm, cũng không nhận thấy được cái sự hồ hởi phấn khởi của cả thầy và trò trong những cái phút giây gặp gỡ thường thấy của những ngày đầu năm học. Cho đến thời điểm hiện tại là đã là 4 tháng thầy và trò chúng tôi chưa được gặp lại nhau. Quả thực là chúng tôi rất nhớ học trò, và khi xem cái lễ khai giảng này chúng tôi rất là xúc động khi chứng kiến hình ảnh của các con dự khai giảng trực tiếp, trực tuyến tại nhà. Cảm xúc thật là dâng trào. Ngay cái lễ khai giảng này thì bản thân chúng tôi và các bậc phụ huynh cũng như là các con cũng đã có cái sự gắn bó và khăng khít với nhau. Tuy là phải thích nghi theo cái môi trường, hoàn cảnh thôi, nhưng mà chúng tôi cảm thấy là không xa cách, thực sự là không xa cách. Hy vọng là dịch bệnh sẽ được kiểm soát, thầy trò chúng tôi sẽ được trở lại với trường học, vượt mọi khó khăn để thi đua dạy tốt, và trò cũng vượt mọi sóng gió để thi đua học tốt.